mấy cái đứa anti-fan nó không biết nó nghe cái miệng của ai á, nó kêu á là nếu như ngày 16 tháng 3 đó em mà đi coi Hồng Loan hát đó mà gặp chú danh hài Bảo Trung á thì sẽ rất là ngại, rất là kỳ cục á, coi như là không có đủ dũng khí để mà đứng trước mặt chú Bảo Trung á. Thì Chí Cảnh xin nói như thế này nha, Chí Cảnh thấy trong cái poster đó thì có danh hài Bảo Trung, trước đó Chí Cảnh đã từng gọi tên chú Bảo Trung, nhưng cái mấy cái má mà anti-fan đó đó, trời ơi là trời, mấy má ơi, mấy má muốn mở cái não lên giùm con cái. Mấy má hả, nghe ai nói em Ford Bảo Trung rồi em gọi tên Bảo Trung cái bắt đầu nhảy dựng lên. Cái vấn đề ở đây em gọi tên chú Bảo Trung nhưng mà em nói chuyện rất là đàng hoàng, rất là lịch sự, rất là nhỏ nhẹ, gọi chú xưng cháo đàng hoàng, không có hỗn hào, không có vô lễ gì với chú Bảo Trung hết trơn á. Trong cái video đó Chí Cảnh đã nói rất là rõ là Chí Cảnh cảm thấy rất là thất vọng, đã từng rất là yêu mến và ngưỡng mộ chú Bảo Trung, nhưng Chí Cảnh cảm thấy rất là thất vọng là bởi vì á, chú Bảo Trung là một danh hài nổi tiếng mà lại đi PR kem trộn cho cái con Hà Kiều Anh. Mình đã nói rất là rõ như vậy. Và mình nói á, chú Bảo Trung là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, là một danh hài, coi như là huyền thoại luôn đó, là tuổi thơ của rất là nhiều người. Nhưng mà không hiểu gì lý do gì mà chú Bảo Trung lại có thể giống như kiểu với một cái danh hài nổi tiếng như vậy, thì tại sao chú Bảo Trung lại đi 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 quảng cáo đi PR cái hũ kem trộn 350.000, nám gì cũng hết, mụn gì cũng hết, tàn nhang đòi mồi chỉ đỏ, cái quần què gì cũng hết. Thì mình rất là thất vọng, tại vì mọi người biết sao không? Ví dụ như bây giờ á, tất cả những cái khán giả từng yêu mến, ngưỡng mộ chú Bảo Trung, rồi thấy chú Bảo Trung giới thiệu sản phẩm như vậy, mua về sử dụng, rồi cái mặt của người ta nó ngứa, nó nám đen, nám đỏ rồi sao? Đúng không mọi người? Cho nên là trời ơi, mấy má ơi, mấy má không phải là gọi tên nghệ sĩ, nói tới nghệ sĩ một cái là mấy má dậy dựng lên gọi hả, còn kêu là cái lúc mà chú Vũ Linh mất á, chú Bảo Trung có tới khóc, tại sao lại gọi tên chú Bảo Trung rồi khóc, nó có liên quan gì không? Ủa bộ khóc một cái là không có được phép gọi tên hả mấy má? Mấy má sao kỳ vậy, sao lạ lùng vậy, trời ơi khóc kệ, không có liên quan luôn á. Với lại em nói nghe nè, trời ơi em gọi cái hồi năm Thịnh Bảo Lộc nào rồi, có nghĩa là cái lúc đó em không có trong drama, em không có quan tâm, em đâu có biết ai tới ai khóc ai cười đâu, trời không có biết ai khóc ai cười, không có biết ai tới hết trơn á mấy má ơi, tôi không phải giống như bây giờ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là trời ơi, đâu phải là đám đám của chú á, cái xong rồi tới khóc một cái là từ đó về sau làm cái gì cũng không có được gọi tên bởi vì đã từng khóc. Ủa sao kỳ vậy? Sao mấy má cái luận điệu gì lạ lùng như trời, ê nó nghe nè, có ghét em á thì nói sao cho nó kiểu mà nó hợp tình hợp lý á, chứ cái gì kỳ vậy trời, hễ mà thấy em gọi tên ai cái bắt đầu hay tìm 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 cái coi cái ngày chú mất á, nghệ sĩ đó có tới không, có khóc không, cái bắt đầu trời ơi nghệ sĩ đó cái lúc mà chú mất khóc tại sao chứ cảnh lại gọi tên, cái bắt đầu ghét tôi vậy đó, kỳ vậy, kỳ ghê luôn á. Trong khi đó nó không có liên quan, hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ok tới đó khóc thì khóc thì lúc đó khóc thì mình không biết, còn ví dụ như mình quảng cáo PR sản phẩm mà nó không có đúng với cái miệng của mình thì mình phải lên nói. Chứ trước đó em cũng gọi tên nữ hoàng quảng cáo mà xương khớp sữa đồ tùm lum, nó sao không nói đi hả? Ủa sao không nói lên đi hả? Lỡ gọi sao không gọi luôn à, sao Chí Cảnh lại phốt cái nghệ sĩ đó quảng cáo sai sự thật, quảng cáo sữa chị tiểu đường chị xương khớp, sao không nói, sao không nói luôn vậy? Với lại tôi nói nghe nè, hồi xưa tôi là coi như là chuyên phốt mấy cái má mà bán hàng lừa đảo, bán không có đúng chất lượng, bán không có đúng như cái miệng nói thì tôi gọi tên. Nhưng mà cái sự việc đó đã lâu rồi mọi người, kể từ khi mà Chí Cảnh bước vào drama là Chí Cảnh không có gọi nữa, không phải là Chí Cảnh vậy, nhưng mà Chí Cảnh cảm thấy mình đã gọi đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi cho mọi người tiêu dùng đã sáng mắt sáng lòng là được rồi. Và bây giờ thì mình đã chuyên đi về drama của Hồng Loan, mình đã bước vào drama thì Chí Cảnh muốn giữ một cái hình ảnh nó dễ thương, nó nhẹ nhàng, nó không còn hồi giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa là Chí Cảnh hay 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 nói chung là mấy cái đứa bán kem trộn đó nó đâu có hiền mọi người, nó dữ lắm, thì mình mới gọi tên nó thì mình cũng đáp trả qua lại đồ, cho nên Chí Cảnh thấy là
những cái ngôn từ dành cho mấy cái má kem trộn thì rõ ràng nó đâu có phù hợp trong giai đoạn hiện tại, đúng không? Cho nên là kể từ rất là lâu là Chí Cảnh đã không còn gọi tên nữa. Chứ mấy cái con kem trộn đó Chí Cảnh đâu bao giờ hối hận là bởi vì đã từng gọi tên nó đâu. Biết bao nhiêu người nhờ cái miệng của em mà né được mấy cái kem trộn rẻ tiền đó đó, tránh tiền mất tật mang đó. Ê, nói nghe nè, có giỏi lên mà phân tích phân ngơ rồi làm sao cho nó công tâm đi trời. Hỡi cứ nói chờ nói này nói nọ mắc cười quá hà. Bây giờ em nói thiệt nha, cái việc mà chú Bảo Trung có xuất hiện cùng Buster với lại Hồng Loan nó không có liên quan gì hết trơn á. Em có tới em đâu ủng hộ ổng đâu, em tới em ủng hộ Hồng Loan, em tới em ủng hộ Bình Tinh, anh Vũ Luân và anh Linh Tý. Trời ơi, em tới chủ yếu em ủng hộ những người em thích, những người em thương, chứ em đâu có tới em ủng hộ ổng. Với lại á, ổng chỉ là một khách mời trong cái poster đó và cái bầu show đó mời ổng. Thì ok mình tới mà có ổng diễn thì mình cũng rất là bình thường. Bởi vì Chí Cảnh nói là Chí Cảnh không có ghét chú Bảo Trung, Chí Cảnh chỉ cảm thấy rất là thất vọng với một danh hài mà nói chung là với một cái danh hài, một cái danh xưng cao quý như vậy mà đi quảng cáo cái hũ kem trộn thì mình cảm thấy rất là thất vọng. Và kể từ đây về sau thì mình không có thèm quan tâm gì tới chú đó nữa, mình vẫn gọi chú đàng hoàng, mình không có hỗn hào gì ở trong cái video đó trơn á. Cho nên là ví dụ như cái ngày đó tôi có tới, tôi gặp ổng tôi cũng bình thường, tôi đâu có làm gì đâu. Ôi my god, tôi không thích thì tôi nói tôi không thích chứ sao, chứ chứ không lẽ bây giờ là trời ơi trong cái ngày đám tang của chú ổng khóc là tôi phải yêu ổng à, tôi phải thích ổng à, ở đâu ra vậy trời, ở đâu ra vậy hả? Mấy mấy má đó thích thì mấy má ngưỡng mộ, mấy má thích đi, tôi không thích. Tại vì tôi thấy là đi PR quảng cáo một cái sản phẩm rất là rẻ tiền như vậy, và đồng thời á mọi người cũng biết cái kem trộn của cái má đó như thế nào rồi. Trời ơi, 350 ngàn, nám gì cũng hết, mụn gì cũng hết, tàn nhang đồi mồi chỉ đỏ, cái gì cũng hết hết trơn á, thì mọi người thấy thì sao? Mọi người thấy là một cái hình thức mà bán hàng gian dối như vậy rồi đẩy biết bao nhiêu chị em phụ nữ người ta mua về rồi người ta ngứa, người ta sứt, người ta bị tùm lum tà la đó mấy má. Hả? Nói nghe nè, có yêu thương quá đó mua về sử dụng đi nha. Yêu thương ngưỡng mộ ủng hộ quá đó mấy cái người mà lên nói tôi đó là sao gọi tên đâu này nọ đó, ê, thử mua về đi, thử mua về sử dụng hay là mua về cho cha cho mẹ cho dì cho vợ cho ấy đó đó, sứt đi. Ủng hộ ngưỡng mộ quá mua về sức đi, không này em nói thiệt mua về thử đi rồi biết rồi lúc đó còn quay lại cảm ơn tôi nha. Trời ơi bớt đi, bớt dẫn dắt đi, cái gì cũng nói được hết trơn á, thấy mệt mỏi ghê luôn á trời đó. Bây giờ nè đó mua về đi, mua về đi, mua về cho cả dòng cả họ xài đi cho nó đẹp, cho nó đẹp, ngưỡng mộ quá mà tự dưng cái hả lấy cái tên của cái chú đó đi vô để mà nói chí Cảnh thế này thế kia là trời. Nói nghe nè, 16 tháng 3 tôi có tới tôi gặp ổng tôi cũng bình thường hà, tôi rất là bình thường nha. Nhưng mà chí Cảnh nếu như mà có gặp chí Cảnh cũng không có chào, cũng không có chụp hình, cũng không có hoan nghênh, tại vì chí Cảnh cảm thấy đã sụp đổ thần tượng rồi. Cho nên là trời ơi, đâu phải là tự dưng cái tới ngày đó ví dụ như là bình thường á tôi lên tôi nói vậy cái xong mà tới ngày đó tôi tay bắt mặt mừng tôi nịnh 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 nó thì nói tôi, còn tôi có tới tôi có ủng hộ ổng đâu, tôi tới tôi ủng hộ Hồng Loan, tôi ủng hộ mấy anh chị kia ha. Và hiện tại thì Chí Cảnh cũng chưa có cái kế hoạch để đi nữa mọi người. Rồi có một cái má YouTuber á lúc nào cũng kêu cô Nguyễn Phương Hằng là cuồn cuộn này cuồn cuộn nọ, ui là trời, nói nghe nè là con người á ai cũng cuồn cuộn hết trơn á, quan trọng là có dám thừa nhận hay không đó. Chứ nhiều khi á hả đi lên cái tỏ vẻ thanh lịch rồi đó, nhưng mà ai biết được sao, bức màn nhung thì sao, màn đêm buông xuống thì sao, có cuộn hay không thì mình tự biết. Trời ơi nói nghe nè, con người thì cũng có cuộn có ơ đâu chứ, đúng không mọi người? Mệt mỏi làm việc, mệt mỏi nặng nhọc, mệt mỏi tối về cuộn một cái hết, mệt mỏi có sao đâu, quan trọng là có dám sống thật hay không thôi. Cô Nguyễn Phương Hằng là một cái người dám nói thật nói thẳng, cho nên là nhiều người ghét. Trời ơi là trời, YouTuber mà đi lên kêu cuộn này cuộn nọ, cuộn này cuộn nọ rồi sao rồi, ví dụ như ok cô Nguyễn Phương Hằng có cuộn cũng chẳng có vấn đề gì hết trơn á, tại vì cái đó là cái nhu cầu của cô, bản thân của cô thích cô cuộn cô tự mệt, nó không có liên quan tới mấy má. Cứ lấy cái câu chuyện cuộn của người ta, bản thân mình có cuộn hay không thì trời ui là trời, nói nghe nè, trong cái drama này á hả thấy ai mà fan cô Hằng một cái là bắt đầu hả giống như kiểu sao ta, giống như kiểu để ý để ơ đồ này nọ đó, để cho đừng có đi theo hả, đừng có ủng hộ hả. Ê, nói nghe nè, này em nói thiệt nha,
những người ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng á qua ủng hộ Hồng Loan nhiều lắm. Cái này nói thiệt ha, có rất là nhiều người ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng rồi sau đó qua ủng hộ Hồng Loan đó nha. Tại vì sao biết sao không? Chính nghĩa ủng hộ chính nghĩa đó, biết chưa, hiểu chưa? Trời ơi, bây giờ không ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng thì ủng hộ ai? Ủng hộ thầy ông nội hả? Ủng hộ thiên an bên bờ vũ trụ hả? Ủa lộn, thiên an bên bờ vực thẳm hả? Oh my god, ít nhất cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã có những cái cống hiến, có những cái đóng góp rất là lớn lao cho rất là nhiều người, đặc biệt những người nghèo. Chỉ là tại vì hả, có những người cố tình không muốn nhìn thấy cái đó, cứ nhìn thấy cái sai của cô mà không nhìn thấy cái đúng. Rõ ràng là khi mà cô Nguyễn Phương Hằng lên đó thì có những lúc cô Nguyễn Phương Hằng đã mất kiểm soát. Về sau thì cô Nguyễn Phương Hằng đã mất kiểm soát và cô Nguyễn Phương Hằng đã có những cái lời nói nó đã bị vi phạm đó mọi người, thì cô sai cái đó thì cô cũng đã chịu rồi. Đúng không? Cho nên là cô mới có một cái mức án nó cũng khá là thấp đó. Tại vì người ta đã áp dụng rất là nhiều tình tiết giảm nhẹ cho cô rồi. Bởi vì họ thấy là cô Nguyễn Phương Hằng là một người rất là tốt, nhân thân rõ ràng, có rất là nhiều đóng góp cho xã hội. Cho nên là thay vì cái mức án là 7 năm đó thì bây giờ người ta đề nghị là có 3 năm thôi. Đúng chưa? Thì rõ ràng người ta cũng đã nhìn thấy những cái mặt tốt của cô rồi. Cho nên á, trời ơi, nói chung là đừng có thấy người ta mà đi đi ủ tợ gì, cái ngồi đó cười rồi này nọ đồ, ôi trời ơi, quá trời quá đất mấy má luôn ha. Thật ra đó, ở đó mà ngồi hả, nói cô thế này thế nọ, nhưng mà có làm được như cô không? Có làm được như cô không? Có bỏ ra đồng nào đi làm từ thiện từ ơ đồ không? Giống như cô kìa. Trời ơi, mấy má ơi. Chứ bây giờ sao? Bây giờ đi lên binh vực cái ông thần y đó hay gì? Hả? Rồi binh vực thầy ông nội hả? Hay sao? Rồi thấy những người ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng rồi ngứa mắt hả? Giống như cái gai trong mắt nên cần phải nhổ đúng không? Ai mà ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng là không có được ủng hộ Hồng Loan, ở đâu ra vậy? Mấy chị ơi, mấy chị nói nghe nè, mấy chị ủng hộ Hồng Loan, có phải mấy chị cũng thương cô Nguyễn Phương Hằng đúng không? Cũng nhiều người thương cô, nói chung là có những cái người mà nếu như mà người ta gọi là công tâm á, gọi là trung lập công tâm, thì người ta rõ ràng người ta cũng nhận ra cô Nguyễn Phương Hằng cũng có cái tốt, cũng có cái đúng. Và trong cái lúc mất bình tĩnh và cô lên lâu quá đó, rồi xong rồi sau này cô nói hơi bị giống như kiểu bị vượt quá cái sự kiểm soát, cho nên cô mới bị vướng vào vòng lao lý và cô cũng đã chịu rồi. Nếu như mà cô Nguyễn Phương Hằng là một cái người mà giống như không có tốt á, thì cô ở đó cô hưởng cái sự vinh hoa phú quý giàu sang đó chứ mắc gì đi lên mà ấy đồng chi gào thét đồng chi. Cô gào thét đâu phải tiền vô túi của cô đâu, cô cũng vì thương thương những người nghèo, thương này thương nọ cô mới la lên chứ. Chứ bây giờ hả, sao trời ơi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, cái lỗi sai của cô thì có thể là cô đã nói những cái bí mật đời tư đồ này nọ, thì những cái điều đó thì không có được phép, cho nên là cô mới bị vướng vô 331 đó chứ hả. Nếu như mà cô biết kiểm soát rồi cô nói trong cái giới hạn cho phép thì có lẽ là cho đến bây giờ thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng rất là bình thường đúng không? Tại vì cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng một thời gian rất là dài rồi sau đó thì mới bị, đúng không mọi người? Nếu như người ta thấy cô sai thì ngay từ đầu người ta đã bắt cô rồi. Cho nên là ban đầu thì cô cũng được ủng hộ đó, nhưng mà tại vì sau này thì có lẽ như là đã quá dài rồi, rồi cô muốn có một cái kết thúc hay sao đó, cho nên là cô đã vi phạm đó, đúng chưa mấy má? Cho nên là có một cái chế mà YouTuber đó kêu cuộn cuộn đồ. Oh my god, trời ơi, là phụ nữ ai mà không cuộn, ý lộn là con người ai cũng có cuộn cuộn hết trơn á. Không cuộn ít thì cuộn nhiều. Rồi ví dụ như ngày xưa Chí Cảnh gọi Trang mắm tôm đó, rồi sao không lôi ra đi, không nói là hồi trước Chí Cảnh gọi tên Trang mắm tôm đi. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, mấy má ơi, bớt bớt giùm con một cái. Với lại nói nghe nè, ngày xưa Chí Cảnh gọi tên đó, Chí Cảnh cũng không có phải mà chửi hay là xúc phạm danh dự nhân phẩm gì hết trơn á. Tôi chỉ nói dựa trên những cái vấn đề báo chí đưa tin đồ này nọ đồ, rồi tôi chỉ đưa ra những cái chất vấn đồ này nọ đồ thôi, chứ nếu như mà Chí Cảnh là vu khống bịa đặt là Chí Cảnh cũng đã bị hốt từ lâu rồi đúng không? Cho nên là thêm nữa là cái drama đó là một cái drama đã diễn ra rất là lâu rồi, đừng có lôi cái drama đó vào cái drama này rồi. Trời ơi, bây giờ là tại sao chú Vũ Linh là nghệ sĩ mà tự dưng rồi đi ủng hộ nghệ sĩ mà
lại deport nghệ sĩ đâu này nọ. Cái gì vậy? Tôi đâu có nói là tôi ghét tất cả nghệ sĩ, hay là tôi gọi tên tất cả nghệ sĩ, hay là cả giới showbiz tôi ghét hết đâu. Tôi rất là nhiều lần tôi nói là tôi rất thương, rất là ủng hộ những nghệ sĩ chân chính. Còn những cái nghệ sĩ mà có liên quan tới cô á, thì lúc đó báo chí, trời ơi, cả làng, cả nước, chứ đâu phải một mình chứ cảnh đâu trời. Đúng không? Thì cái lúc đó là trời ơi, cả làng, cả nước lên, thì tôi cũng lên, tôi khịa khịa đầu chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chí cảnh không có xúc phạm danh dự nhân phẩm, hay là không có chửi gì ai chứ, nếu như chửi là đã bị hốt từ lâu rồi. Cho nên là bớt bớt cái miệng lại, bớt bớt dẫn dắt lại đi, nó nghe nè, muốn phót cái gì phót cho nó chính xác, cho nó đúng á, chứ thấy phót 10 cái sai hết 10 cho nó chất quớt hè, lên mà tỏ vẻ ta đây tỏ vẻ rồi thấy mệt quá, mắc mệt quá. Nói chung á là không biết ở đâu mà lòi ra những cái fan, những cái fan mà mắc cười quá gì trời. Nói chung không biết ở đâu mà lòi ra mấy cái anti fan đó, nghe cái miệng một cái bắt đầu hả nhảy dựng lên, trời ơi, nghe nói gì cái bắt đầu chàng vô nói em thế này thế kia. Nhưng mà nói chung là chỉ cảnh cũng không có quan tâm nhiều, chỉ cảnh cảm thấy cảm ơn đó, biết sao không, tại vì vô mà comment rồi vô mà mò xem những cái video của chỉ cảnh, nó giúp cho chỉ cảnh có được thêm nhiều lượng tương tác, có thêm nhiều lượt view, lượt like đồ, ok la không sao hết trơn á. Cho nên là ban đầu thì nói chung cũng cảm thấy hơi buồn, tại vì mình cảm thấy tự nhiên cái mình bị nói những cái điều mà không có đúng, là người ta cố tình, người ta lèo lái, người ta dẫn dắt, người ta không có hiểu câu chuyện, thì mình cảm thấy buồn. Nhưng mà sau này chỉ cảm thấy không có gì buồn chứ mọi người, tại vì những cái con người đó mình không có cần thiết phải buồn luôn á, đúng không? Nếu như một cái con người mà cảm thấy có suy nghĩ, có một cái sự nhìn nhận, thì rõ ràng họ phải biết được một cái sự mà rõ ràng đâu ra đó chứ. Tự dưng này cái ha, lấy cái câu chuyện trong quá khứ để mà đưa vô hiện tại này thế kia đồ. Ui là trời, mấy má ơi, bớt bớt giùm con một cái nha, bớt u mê đi, tỉnh mộng ra đi mấy mẹ. Trời ơi là trời, mấy cái ba, mấy cái má YouTuber đó mà sao quyền lực quá, gì cái gì cũng cấm hết trơn á. Cấm cản Chí Cảnh với lại Võ Việt Bân, không có cho đến coi Hồng Loan hát vào ngày 16 tháng 3, không có cho tới nha, cái gì cũng không cho hết trơn á. Rồi thêm nữa đó, còn kêu quá hả, là ai mà kiểu mà fan của cô Nguyễn Phương Hằng, ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng là không có được ủng hộ Hồng Loan, là sẽ bị lội ra hết. Ôi là trời, má ơi. Nói nghe nè, những người ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng trước đó đó, đi qua ủng hộ Hồng Loan cũng hơi nhiều đó. Mà nếu như cấm như vậy là sẽ bị mất một số khán giả, một số fan, đúng không mọi người? Cho nên là không biết lấy cái quyền gì để mà không có cho những người nào mà đã từng yêu thương, từng ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng là được ủng hộ Hồng Loan, là không có được. Tự dân họ áp đặt cô Nguyễn Phương Hằng là đối đầu với nghệ sĩ. Ui là trời, ngày xưa đó cô Nguyễn Phương Hằng có gọi tên nghệ sĩ thiệt, nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng chỉ gọi tên một số nghệ sĩ thôi. Nói chung là ai mà cứ chọc cô hay là có liên quan gì tới cô thì cô mới gọi tên. Chứ hồi trước cô Nguyễn Phương Hằng cũng có rất là nhiều lần khen những nghệ sĩ chân chính mà. Cho nên là chỉ cảnh cảm thấy rất là nhiều fan nó không biết là cái suy nghĩ của họ như thế nào luôn á, cứ áp đặt là cô Nguyễn Phương Hằng là ghét tất cả nghệ sĩ, rồi cô Nguyễn Phương Hằng là coi như là một phe, còn nghệ sĩ là một phe, ở đâu ra vậy? Trời ơi, đừng có lấy một cái cây đa, cái đề nào đó để mà cho rằng đó là đại diện cho nghệ sĩ. Nếu như mà ghét nghệ sĩ đó là coi như là ghét tất cả nghệ sĩ, ở đâu ra vậy trời? Nghệ sĩ cũng có người này người kia, mấy má ơi, cũng có người chân chính, người không chân chính, có người hả là có đạo đức dữ dội, còn có người cũng rất là không có được ấy, không có được ok la. Thì những nghệ sĩ nào tài năng, sống đạo đức thì mình thương, mình ủng hộ, còn những nghệ sĩ nào mà kiểu không có tốt đó thì mình cũng sao mà bắt mình ủng hộ được, đúng không mọi người? Người thêm nữa đó là ví dụ như họ áp đặt cô Nguyễn Phương Hằng là đối đầu với nghệ sĩ, rồi sau đó lại áp đặt fan của cô Nguyễn Phương Hằng là một phe và fan của nghệ sĩ là một phe. Ui là trời, mấy má ơi, trời ơi, thật sự mà nói sao những cái con người này nói hoài mà không có chịu hiểu luôn, không có mở não ra, không có mở não ra để mà nhìn nhận vấn đề nữa, không có mở não ra để mà nhìn nhận vấn đề, cứ hả lấy cái tên của cái nghệ sĩ đó, cái trời ơi, cái lúc chú mất hả, nghệ sĩ đó tới, nghệ sĩ đó khóc, tại sao lại gọi tên nghệ sĩ đó? Má ơi, làm như là tôi mới gọi đây, và phải chi là ha, tôi mới gọi đây mà giống như kiểu nhiệt tình đó, nhiệt tình mà tôi đã từng gặp trong tem rồi nói chuyện đồ này nọ, rồi vui vẻ như vậy đó, mà tự nhiên rồi tôi lại trở mặt, tôi lại gọi tên nó thì nói tôi chịu. Còn cái đó hồi thời nào rồi, bây giờ tôi có gọi tên, có nói tới ai đâu, mà tự nhiên rồi lôi những cái clip cũ ra rồi xong rồi lại gán ghép vô, giống như kiểu lấy cái thì quá khứ lại gán ghép vô cái thì hiện tại, ủa lộn, cái thì tương lai luôn chứ, hiện tại cái quờ quờ gì, mình không
không thèm quan tâm, mình đã im rồi, thấy im thì giống như kiểu cứ nói hoài như vậy mọi người. Nhưng mà sức chịu đựng con người cũng có giới hạn đúng không? Mọi người có biết vì sao chúng ta không nên dồn một cái con mèo vô đường cùng không? Dồn nó vô thì nó cũng phải phản kháng chứ, nó cũng phải cào cấu chứ, đúng không? Cho nên á hả, trời ơi, đừng có dại dột mà đi dồn ai đó vào đường cùng hết trơn á. Như vậy nó tiểu nhân lắm, nó tiểu nhân mà nó cũng ác, mà nó cũng thâm hiểm lắm, nói thiệt đó. Với lại mọi người thấy không, hồi trước Chí Cảnh cũng post rất là nhiều người, nhưng mà Chí Cảnh á mang cái tính xây dựng, giống như kiểu ok đừng có lên bán vậy nữa, đừng có giới thiệu mà sai, rồi đừng có hỗn hào với khách, rồi chặn lóc khách đồ này nọ, lường gạt khách. Thì mình chỉ góp ý vậy thôi, mình góp ý vậy thôi rồi mình nghỉ, mình đâu có nói hoài, trừ khi cái người đó lên mình tự dưng cái nhột lên, nhảy dựng lên rồi chửi Chí Cảnh thì Chí Cảnh mới tiếp. Còn nếu như mà im luôn thì thôi, Chí Cảnh đâu có gọi hoài đúng không mọi người đó. Chí Cảnh không có dòm ai vô đường cùng hết trơn á, Chí Cảnh chỉ có gọi tên vậy thôi. Nếu như mà im gọi hả, rồi lo mà sửa sai, đừng có buôn bán gian dối nữa thì tôi đâu có gọi tên tiếp. Giống như bà Bảy Màu đó, bà Bảy Màu là biết làm sao mà Chí Cảnh gọi tên bà hoài không? Tại bà ra video hoài, bà gọi tên chị Ni Hồng Loan hoài. Chứ ví dụ như mấy ngày bà không có gọi tên đó, tôi cũng đâu có tự dưng rồi tôi kiếm chuyện với bà, tôi đâu có kiếm bà, đúng chưa? Tôi mấy bữa nay tôi cũng muốn kiếm bà nè, mà không thấy bà ra video cho nên cũng đâu có gì để nói đúng không mọi người? Ví dụ như người ta đã không nói tới mình rồi thì thôi, mình mắc gì mình cứ ngay nè, mình cũng chi tìm người ta hết trơn vậy, làm như vậy kỳ lắm thiệt. Nói chung là những cái con người như vậy thì mọi người coi cái bản chất của họ như thế nào nha mọi người. Bởi vì cái bà bánh tét mà bà nói đúng rồi đó, bà nói là Chí Cảnh á, là cũng như là cái tâm của Chí Cảnh không có ác với mọi người, thật sự là vậy đó. Trời ơi mấy má ơi, ngay cả con cá Bảy Màu mà tôi ha, thấy bà lên bà gọi tên Hồng Loan, rồi bà gọi tên chị Ly, bà nói này nói nọ, bà làm mình tức quá thì mình mới lên mình đáp trả. Còn nếu như bà im thì mình cũng đâu nói bà đâu mọi người, bà im rồi thì cũng đâu có lý do gì để gọi tên bà hoài đó. Bây giờ nếu như mà bà im đi tôi cũng im, tôi không gọi tên bà nữa đó, thiệt. Tại vì bà im rồi thì mình đâu có gọi tên tao hoài. Trời ơi, mấy má ơi, đừng có chơi cái trò đó, chỉ cảm thấy nó rất là tiểu nhân á mọi người. Tiểu nhân nói một cái câu đúng luôn là tiểu nhân đó. Thấy người ta không nói tới rồi cái bắt đầu hả, ngày nào cũng làm. Cho người ta không thèm nói tới nữa thì trời ơi là trời, giống như kiểu bây giờ hết chủ đề hay gì trời, hết chủ đề hay là hết cái gì hay là giống như kiểu cái câu chuyện cái mục đích chính của mình không có ấy, cái bây giờ đâu có nói, đâu có thuyết phục hay là không có gì để nói, mới bắt đầu lôi Chí Cảnh ra. Lôi Chí Cảnh ra, trời ơi, má ơi, thấy con hiền cái lôi con hoài, cái xong mà đụng tới mấy cái anh chị mà dữ hơn, cái không có dám nói ha. Mấy anh chị kia Chí Cảnh thấy là trời ơi, mấy ảnh đó hả, chửi thẳng luôn á, mấy ảnh gọi tên mà anh chửi thẳng mà anh làm quá trời luôn, mà sao không thấy gọi tên mấy ảnh, không có dám đụng gì tới mấy ảnh hết trơn á. Còn trời ơi là trời, tôi hả, tôi hồi trước đúng không, tôi đâu có gọi tên đâu, tôi chưa từng nhắc tên tới luôn á mọi người, tôi không có nhắc tên đó, rồi tự dưng nhảy lên cái xong rồi phốt tôi nấy này nấy nọ, rồi mà liên tục. Trong khi đó là trước đó Chí Cảnh không có liên quan, không có gọi tên, không có gì, không có nhắc tên gì hết trơn. Cái tự dưng cái hả, nhảy lên kêu gọi Chí Cảnh mà gọi hoài, ngày nè cũng gọi trơn, ngày hai cử má ơi, sáng trưa chiều tối, chịu không nổi luôn á. Bởi vì ta nói hả, thôi bây giờ hả, Chí Cảnh cũng trông chờ đó, trông chờ vào luật nhân quả đó mọi người. Nó quật đi rồi cho biết. Trời ơi, nói thiệt chứ, ví dụ như là post mình Chí Cảnh á, mà post lần hai lần là người ta thấy ừ anh hùng đồ đúng không, ta thấy ừ người đó cũng hay đồ, ngày nào cũng gọi tên mình hết trơn á, trong khi mình không thèm nói tới rồi mà ngày nào cũng gọi hết trơn á, thì từ từ chính những cái người mà khen hay đó họ cũng cảm thấy mệt nữa đúng không. Những người đầu tiên người ta nghe một hai clip người ta thấy ừ vậy cũng đúng rồi đúng không, tự dưng cái ngày nào cũng gọi tên ta chứ, nó trong khi người ta không có thèm nói tới nữa mà gọi hoài như vậy, thì những người đó nên suy nghĩ lại là cái anh này sao ảnh kỳ vậy đúng không, ảnh kỳ vậy, ảnh cứ làm gì mà ảnh cứ ghéo gọi tên người ta hoài, trong khi người ta không có nói gì tới ảnh hết trơn, người ta im luôn rồi cứ ghéo gọi tên hoài, gọi tên Chí Cảnh là xong rồi, gọi tên võ diệp băng rồi dọ, gọi tên người này gọi tên người kia, gọi tùm lum tà la hết. Trời ơi, gọi tên mình tôi là tôi đã thấy là giống như kiểu làm ta cũng ủng hộ đó, tại vì thật ra thì chắc là cũng có nhiều người ghét Chí Cảnh đó mọi người ha, thì người ta thấy ok cái tự dưng gọi hơ thêm người này gọi thêm người kia gọi tùm lum vậy, trời ơi má ơi, càng gọi là càng bị tác dụng ngược đó, giống như cái gì mà nó lố quá, nó over quá đó thì nó sẽ bị tác dụng ngược lại đúng không. Trời ơi, ban đầu được nhiều người ta ủng hộ đó, chứ tôi càng gọi mà gọi cố chấp, gọi quà giống như kiểu bây giờ kiếm tiền thì cũng kiếm vừa thôi, cái gì mà câu like câu view quá trời quá đất vậy trời hả.